Chào mừng các bạn đã đến với Việt Sử Toàn Thư. Thưa quý vị và các bạn, nói đến Thánh Tản Viên hay còn gọi là Sơn Tinh, ta dễ tưởng tượng đến một vị thần với tài phép khôn lường đã chiến thắng Thủy Tinh trong cuộc đua để lấy con gái của Vô Hùng. Tuy nhiên, tại một ngôi đền ở Phú Thọ có một cuốn ngọc phả, trong đó viết rõ ràng Sơn Tinh là một người có thật, nhân thân rất rõ ràng. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào? Mời các bạn cùng tìm hiểu chi tiết trong video ngay sau đây. Trong hệ thống các đền thờ Tản Viên Sơn Thánh, Sơn Tinh, người ta thường biết đến chủ yếu là đền Và, Sơn Tây và các đền đài trên núi Ba Vì, hay còn gọi là Tản Viên Sơn. Tuy vậy, hai ngôi đền đó về mặt lịch sử lại chỉ là những nơi thờ vọng chứ không phải đất phát tích của nhân vật này. Trong khi đó, nằm phía bên kia sông Đà, về phía huyện Thanh Thủy, Phú Thọ, có một ngôi đền mà theo Ngọc Phả chính là ngôi đền đầu tiên thờ Thánh Tản Viên. Ngôi đền có tên là đền Lăng Xương, hiện nằm ở xã Trung Nghĩa, Thanh Thủy, Phú Thọ. Theo như tài liệu, tại đền Lăng Xương, ngôi đền này được xây dựng vào năm 1011, triều Lý. Đền đặt trên nền đất cũ, nơi Thánh Tản Viên sinh ra và lớn lên. Ông Tăng Văn Tuất, một trong ba thủ nhang của đền cho biết, mọi người thường lầm tưởng Thánh Tản Viên là trong truyền thuyết, nhưng Ngọc Phả còn lưu ở đây cho biết Ngài là một người có thật, tên là Nguyễn Tuấn. Theo Ngọc Phả, đền Lăng Xương do ông tiến sĩ Nguyễn Hữu Công, quan đô đốc Thượng Thư, cùng với ông Nguyễn Công Chính và Nguyễn Minh Khai lập vào ngày 15 tháng 11 năm 1011, đời Lê Thái Tổ, niên hiệu Thuận Thiên thứ ba, có chép lại rằng Thánh Tản Viên Sơn Tinh tên thật là Nguyễn Tuấn, con trưởng của ông Nguyễn Cao Hành và bà Đinh Thị Đen, còn gọi là bà Thái Vĩ. Hai ông bà sinh sống ở động Lăng Xương, huyện Thanh Xuyên, phủ Gia Hưng, đạo Sơn Tây, nay là xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Tương truyền, một hôm bà vào rừng kiếm củi, đến thạch bàn bỗng thấy mây lành bao phủ, rồng vàng bay xuống phun nước như mưa, khí thiêng lan tỏa. Sau khi rồng bay đi, bà thấy hương bay ngào ngạt, nước giếng trông như ngọc, bà liền xuống tắm rồi mang thai từ đấy. 14 tháng sau, đúng ngày rằm tháng giêng năm Đinh Tị, giữa giờ thìn, bà trở dạ, sinh hạ được một cậu con trai, tướng mạo khôi ngô, tuấn tú khác thường. Sau 100 ngày, ông bà đặt tên cho con mình là Nguyễn Tuấn. Nguyễn Tuấn được 6 tuổi thì cha mất, bà chôn cất chồng rồi đưa con sang núi Tản, ngày ngày vào rừng đốn củi để tìm kế sinh nhai. Cùng lúc đó, Nguyễn Hiền, Nguyễn Sùng là hai anh em sinh đôi, con ông chú ruột cũng mồ côi cha mẹ. Bà Đen, Tần Tảo sớm hôm nuôi con và hai cháu trong cảnh rau cháo qua ngày. Nguyễn Tuấn bắt được bà Ma Thị, Cao Sơn thần nữ, bà chúa Thượng Ngàn nhận làm con nuôi. Năm 12 tuổi, Nguyễn Tuấn theo học Lý Đường Tiên Sinh và đổi tên là Nguyễn Tùng. Ngài được Thái Bạch Thần Tinh ban cho chiếc gậy đầu sinh đầu tử, gậy trúc thượng võ và được Long Vương Thủy Tề tặng cho cuốn Thần Tư Pháp Quyền, sách ước để làm ra nhiều phép màu, cứu dân độ thế. Nguyễn Tuấn đã trở thành người cứu độ, tài cao, văn võ song toàn, có phép thần thông biến hóa và trở thành vị thần, thánh của núi Tản Viên, thần Sơn Tinh, thần núi, thần sư. Đời sau có câu thơ rằng, Lăng Xương cốt cách ngọc tinh thần, mang dấu rồng thiêng xuống hạ trần, Thái Vĩ cũng là tiền thượng giới, sinh ra Thánh Tản ở động này. Ngày nay, trong khuôn viên ngôi đền vẫn còn di tích cái giếng và phiến đá bên miệng giếng còn in dấu ấn người Việt cổ. Tương truyền rằng, những dấu vết đó là dấu ấn do mẹ Nguyễn Tuấn thường ngồi lên trên phiến đá, cúi xuống lấy nước nên in thành vết. Theo ông thủ nhang ra xem giếng, chúng tôi thấy độ sâu của giếng chỉ khoảng 3-4 mét. Tuy vậy, ông Tuấn cho biết rằng chưa bao giờ giếng này cạn nước cả. Như năm 1954, ở khu vực này xung quanh đại hạn, ruộng đồng rồi ao hồ đều cạn nước mà giếng này vẫn có nước, nước vẫn trong, không rõ là mạch nước ở đâu mà có. Đến cuộc quyết đấu Sơn Tinh Thủy Tinh, Ngọc Phả chép lại, năm 6 tuổi, Nguyễn Tuấn mồ côi cha, hai mẹ con rời sang xóm Cốc ở núi Tản Viên, về phía bên kia sông Đà sinh sống. Ở đó, Nguyễn Tuấn đã được thần núi Ma Thị Cao Sơn nhận làm con nuôi. Hai mẹ con Nguyễn Tuấn ở núi Tản Viên 3 năm thì lại trở về sống ở động Lăng Xương,
tức khu vực đền Lăng Xương ngày nay. Đến năm 12 tuổi, Nguyễn Tuấn thường sang núi Tản Viên ở phía bên kia sông Đà để đốn củi. Nhưng kỳ lạ là cứ ngày hôm sau sang thì lại thấy những cây mình chặt hôm trước đã mọc trở lại. Thấy lạ, chàng mới núp kín rồi ngồi rình xem chuyện gì. Nhờ đó mà Nguyễn Tuấn gặp được ông Tử Vi, thần tướng Bạch Tuyết, chính là người đã làm cho các cây gỗ bị chặt mọc lại. Gặp Nguyễn Tuấn, thầy tướng mạo khôi ngô tuấn tú, ông Tử Vi thần tướng bèn truyền cho chàng cây gậy đầu sinh, đầu tử. Trên đường trở về nhà, đi qua sông Đà, Nguyễn Tuấn gặp con vua Thủy Tề bị chết. Chàng liền cầm đầu sinh gậy, chỉ vào làm con vua Thủy Tề sống lại. Cảm kích ơn cứu mạng con mình, vua Thủy Tề rẽ nước mời chàng xuống thủy cung chơi và dùng nhiều bạc vàng để trả ơn, nhưng Nguyễn Tuấn đều từ chối. Ngài chỉ thích vật duy nhất là cuốn sách ước, bảo vật của vua Thủy Tề. Kể đến đây, ông Tăng Văn Tuất nói, ở ngoài tấm biển tóm tắt kia, nói là vua Thủy Tề cho Nguyễn Tuấn sách ước là không phải. Cuốn sách là bảo bối của ông, lý gì ông lại dễ dàng cho. Nhưng con vua Thủy Tề đã ăn cắp của cha để trả ơn cho Nguyễn Tuấn. Tức giận vì bị mất sách cho nên vua Thủy Tề mới dâng nước lên đánh bắt Nguyễn Tuấn, hòng lại lấy sách ước. Nhưng ngài có sách ước nên nước dâng đến đâu, ngài ước núi cao đến đó. Cuối cùng, vua Thủy Tề phải chịu thua. Chuyện kể rằng, đời Hùng Vương thứ 18, Hùng Duệ Vương, nhà vua có hai người con gái. Chị tên là Tiên Dung, lấy chữ đồng tử. Người em tên là Ngọc Hoa, nhan sắc tuyệt trần. Vua muốn chọn người tài kén làm phò mã nên đã cho xây lầu, kén rể ngoài thành. Một hôm, có hai người đến cầu hôn. Một người xưng là Sơn Tinh, một người xưng là Thủy Tinh ở bể Nam Hải. Hai người đã cùng thi tài nhưng không phân thắng bại. Vua Hùng không biết chọn ai nên đã đưa ra một lễ vật thách cưới rất đặc biệt. Với voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao và ra điều kiện. Nếu ai đưa lễ vật đến trước thì vua gả con gái cho. Nhờ có sách ước, Sơn Tinh đã thực hiện đúng yêu cầu của nhà vua và lấy được công chúa Ngọc Hoa làm vợ. Kẻ tình địch mang lòng thù hận đã mở cuộc thủy chiến để chiến đấu với Sơn Tinh. Ngày nay trên núi Ba Vì và vùng phụ cận còn để lại nhiều dấu tích, sự tích mang tên đất, tên làng liên quan đến truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh. Truyền thuyết vào thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên, năm 258 trước Công Nguyên, có Thục Chế là cháu họ của vua Hùng, làm lạc tướng ở bộ lạc Tây Vu, nước Lào ngày nay. Đã cho con trai của mình là Thục Phán sang cướp nước Văn Lang vì ghen tức không lấy được Ngọc Hoa công chúa. Cuộc chiến tranh Hùng, Thục xảy ra ác liệt và Sơn Tinh đã phải ra tay dẹp loạn, đất nước mới trở lại bình yên. Sau khi đánh thắng quân Thục, Sơn Tinh khuyên vua Hùng nhường ngôi cho Thục Phán và được vua Hùng chấp thuận. Thục Phán lên ngôi, lấy hiệu là An Dương Vương và lấy tên nước là Âu Lạc. Cảm kích trước tấm lòng đại nhân, đại nghĩa của vua Hùng và Sơn Tinh, vua Thục đã lập một cột đá thề trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh để nguyện giữ gìn cơ nghiệp của tổ tông và thờ phụng vua Hùng mãi mãi. Tục truyền rằng, ngày rằm tháng giêng ngày sinh, ngày mồng 6 tháng 11 ngày hóa thân về trời, cùng với Thánh Gióng, Phù Đồng Thiên Vương, Chử Đồng Tử, Chử Đạo Tổ, Bà Chúa Liễu Hạnh, Thánh Tản Viên Sơn Tinh là vị thánh đứng đầu trong bốn vị tứ bất tử của dân tộc ta từ ngàn xưa. Với tư tưởng, thời chiến dụng võ, thời bình dụng văn, biết liên kết mình với các bộ tộc lại với nhau để đoàn kết giữ nước và dựng nước, Thánh Tản Viên Sơn Tinh đã có công xây dựng lên một quốc gia Âu Lạc bền vững để ra đời nền văn hóa chống đồng nổi tiếng sau này. Vua Trưng Vương, Trưng Chắc sắc phong ngài là Tản Viên Sơn Quốc Chúa Đại Vương Dực Bảo Trung Hưng Thượng Đẳng Thần. Vua Trần Nhân Tông năm 1279-1293 sắc phong ngài là Hữu Thánh Hưng Quốc Hiền Ứng Vương. Vua Tự Đức năm 1883 phong ngài là Thượng Đẳng Tối Linh Thần, vân vân. Thánh Tản Viên Sơn Tinh không chỉ sống trong lòng dân mà cả văn học thành văn từ nhiều thế kỷ trước đã ghi chép nhiều chuyện về ngài như Việt Điện U Linh, Lĩnh Nam Trích Quái, Thánh Tông Di Ký Toàn Thư, Việt Sử Thông Giám Cương Mục. Những công tích của ngài được nhân dân thần thánh hóa thành các lễ hội, tích trò để lưu truyền cho muôn đời con cháu về sau.
Ngài được phong là Tản Viên Sơn Quốc, Chúa kiêm Thượng Đẳng Thần, và được suy tôn là Tản Viên Sơn Thần, Đệ Nhất Phúc Đẳng Thần, Đệ Nhất Bách Thần, Thượng Đẳng Tối Linh Thần, Nam Thiên Thánh Tổ. Sơn Tinh là thần, hơn nữa là thần bất tử. Ngài là vị khai sáng văn hóa, vị anh hùng chống lũ lụt, anh hùng chống giặc ngoại xâm, và là vị thần liên minh các bộ tộc Việt Mường, là hồn thiêng sông núi, mãi mãi đi vào tâm thức của người dân đất Việt. Ba vì cao ngất tầng mây, Sơn Tinh chuyện cũ đến nay còn truyền. Cũng theo Ngọc Phả, Nguyễn Tuấn sau này lấy con gái Hùng Vương và được truyền ngôi vua. Nhưng đến năm Đinh Thìn thì ngài nhường ngôi cho thục phán An Dương Vương để lập ra nước Âu Lạc. Nhờ những công lao trị thủy và hộ quốc an dân, sau khi ngài hóa, nhân dân thờ phụng và tôn làm Tản Viên Sơn Thánh, đứng đầu trong bộ tứ bất tử của người Việt. Đoạn Ngọc Phả chép, cùng với những giải thích của ông Thủ Nhang Đền Lăng Xương, phần nào cho chúng ta thấy được một góc cạnh khác về Thánh Tản Viên. Ngày nay, truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh đã đi vào tiềm thức của hàng triệu người Việt qua đường truyền miệng hoặc qua sách giáo khoa tiểu học. Tuy vậy, truyền thuyết này lại không cho chúng ta biết nguồn gốc xuất thân của Thánh Tản Viên. Về mặt này, cuốn Ngọc Phả của Đền Lăng Xương đã giải thích cặn kẽ hơn. Mặc dù cả hai câu chuyện đều lung linh và nét huyền bí, thần thoại, song có lẽ với những gì được Ngọc Phả cung cấp, chúng ta thấy được một nhân vật có thật của lịch sử chứ không chỉ là một sơn tinh thần bí trong truyền thuyết.